Mới đây, theo trang chủ Transfermarkt, họ đã đưa ra đội hình đắt giá nhất Premier League. Mỗi câu lạc bộ sẽ đóng góp một cái tên ở vị trí được quay ngẫu nhiên. Sau đây, hãy cùng với Random Football tìm hiểu xem đội hình đó gồm những ai nhé. Thủ môn Jordan Pickford. Ở vị trí đầu tiên trong khung gỗ đó là thủ thành người Anh. Ở Everton lúc này, mức phí chuyển nhượng của ngôi sao xứ sương mù rơi vào khoảng 22 triệu bảng Anh. Mùa giải năm nay, thủ thành này dù không có được phong độ cao như những mùa trước, song anh vẫn là một phần đáng tin cậy trong khung gỗ của The Toffees cũng như đội tuyển quốc gia Anh. Trung vệ Ben White. Đứng đầu trong bộ tứ vệ đó là trung vệ Ben White đến từ thủ đô London. Hiện tại cầu thủ của Arsenal được định giá 40 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải này, cựu cầu thủ của Brighton có nhiều đóng góp quan trọng cho pháo thủ, từ khâu triển khai bóng, hỗ trợ tấn công cho đến việc chỉ đạo hàng thủ. Cầu thủ này ngày càng trưởng thành dưới bàn tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta. Nếu vẫn giữ vững phong độ, sẽ không khó để Ben White bước lên trở thành một trong những trung vệ hay nhất Premier League trong thời điểm này, bên cạnh những Ruben Dias hay Van Dijk. Trung vệ Kakla Soyuncu. Sát cánh cùng với Ben White đó là trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi bóng cho Leicester City Soyuncu. Trung vệ này được định giá 45 triệu bảng Anh. Vốn dĩ anh được định giá cao bởi hợp đồng của cầu thủ này vẫn còn dài, cũng như phong độ của anh trong màu áo bầy cáo là vô cùng ấn tượng. Để có thể nâng cao giá trị của bản thân cũng như tiếp tục phát triển mình, thì trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ nên tính đến trường hợp gia nhập một đội bóng lớn hơn để khẳng định bản thân mình với toàn thế giới. Hậu vệ phải Reece James. Đá ở hành lang phải là hậu vệ của Lord Cobham đang chơi bóng tại đội 1 của The Blues. Ngôi sao người Anh được định giá 55 triệu bảng Anh trên trang chủ của Transfermarkt. Mùa giải này, James đang khẳng định bản thân, khả năng tấn công của anh đã được Tuchel nâng cao rất nhiều khi được thoải mái hơn trong cách di chuyển, hỗ trợ đồng đội. Khi phòng ngự cũng luôn đảm bảo sự chắc chắn, nên việc anh được định giá cao như vậy là điều dễ hiểu. Hậu vệ trái Lucas Digne. Vị trí cuối cùng trong hàng thủ 4 người thuộc về Lucas Digne của Aston Villa. Ngôi sao người Pháp được trang chuyển nhượng định giá 30 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng. Từ khi cập bến đội chủ sân Villa Park vào mùa đông qua, anh trở thành quân bài chủ chốt trong tay của huấn luyện viên Steven Gerrard. Anh giúp khả năng đánh biên của Villa được nâng cao đáng kể nhờ vào khả năng tạt bóng và chồng biên với những tiền đạo cánh. Với bản hợp đồng dài hạn cùng với những màn trình diễn luôn ở mức khá trở lên, việc anh được định giá cao hơn hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Tiền vệ trụ Declan Rice. Đá thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người là Declan Rice của búa tạ London. Anh được định giá lên đến 75 triệu bảng Anh với bản hợp đồng còn hơn 2 năm, cộng với những màn trình diễn tuyệt vời từ màu áo câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, khiến anh được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao. Hiện tại, có nhiều ông lớn đang nung nấu ý định mang anh về ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, có thể kể đến như Man United hoặc Chelsea. Họ đều là những đội cần bổ sung ở khu vực giữa sân. Sự có mặt của Rice sẽ gia tăng khả năng phòng ngự và phân phối bóng cho tuyến trên. Tiền vệ lệch trái Kevin De Bruyne. Người xuất hiện tiếp theo trong hàng tiền vệ đó là ngôi sao người Bỉ Kevin De Bruyne. Anh được định giá 90 triệu bảng Anh. Ngôi sao này có đóng góp to lớn trong màu áo của Man City qua nhiều năm, cũng như anh vẫn còn hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Etihad, nên việc định giá này không có gì là bất ngờ. Mùa giải năm nay, sau khi lành lặn hẳn sau chấn thương, De Bruyne đã thực sự chơi đúng với đẳng cấp vốn có của mình. Cầu thủ này trở thành quân bài chủ chốt trong tay Pep Guardiola, cũng như trở thành mũi nguy hiểm đối với hàng thủ đối phương. Chắc chắn ở giai đoạn nước rút này, ngôi sao người Bỉ sẽ cần phải bung hết sức lực nếu muốn cùng Man City ôm cúp Champions League cũng như Premier League. Tiền vệ lệch phải Bruno Fernandes. Cuối cùng trong hàng tiền vệ là sự có mặt của ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, cầu thủ quan trọng của đội chủ sân Old Trafford. Với việc mới ký hợp đồng, nên việc anh được định giá cao là điều dễ hiểu. Số 18 được định giá lên đến 95 triệu bảng Anh, hơn 5 triệu so với De Bruyne. Mùa giải năm nay, anh vẫn có những đóng góp nhất định lên lối chơi của Quỷ Đỏ.
Tuy nhiên, với việc các trụ cột như Marcus Rashford hay Jadon Sancho đều chưa có phong độ tốt nhất, hay Harry Maguire thường xuyên mắc lỗi dẫn đến bàn thua, khiến những nỗ lực của anh đổ sông đổ bể. Ở giai đoạn cuối này, Bruno sẽ cần phải làm hết sức mình để đưa con tàu Man United vào top 4 để có thể tham dự Champions League mùa sau dưới trướng huấn luyện viên mới Erik ten Hag. Tiền đạo phải Mohamed Salah. 100 triệu bảng Anh là số tiền mà trang chuyển nhượng định giá cho tiền đạo người Ai Cập. Mùa giải năm nay, anh đang làm mưa làm gió trên sân chơi Premier League khi đều dẫn đầu ở những thông số như ghi bàn hay đứng thứ hai ở khoản kiến tạo. Đã có những tin đồn về việc anh sẽ ra đi, nhưng với cái giá đắt đỏ như vậy, hiếm đội bóng nào dám chịu chi để đưa anh về với đội bóng của họ. Cùng chờ xem, câu trả lời sẽ có vào mùa hè tới. Tiền đạo trái Wilfried Zaha. Chơi ở hành lang trái là cựu tiền đạo của Man United Zaha. Anh được định giá 40 triệu bảng Anh. Phong độ của ngôi sao người bờ biển Nga ở mùa này là rất cao. Anh trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho hàng công của đại bàng trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Chắc chắn trong thời gian tới, anh sẽ vẫn là một tiền đạo đáng gờm tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tiền đạo cắm Harry Kane. Cuối cùng trong đội hình này đó là Harry Kane, chân sút chủ lực của gà trống Bắc London. Anh được định giá cao bởi bản hợp đồng dài hạn được ký trước đó. Đây cũng là lý do khiến mùa hè vừa qua anh không thể rời đội bóng chủ quản dù đã được cả Man United và Man City liên hệ. Giờ đây, anh đang là cây săn bàn chủ chốt của đội bóng bên cạnh Son Heung-min. Họ đang gánh vác trọng trách đưa đội bóng của mình lọt vào top 4 để có thể tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau. Mùa hè tới, nếu quyết tâm và có một đội bóng dám bạo chi, việc Harry Kane rời London là hoàn toàn có thể xảy ra. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.